Xin chào tất cả các em, hôm nay cô và các em chúng ta cùng đi vào bài 20 trong quyển Khoa học tự nhiên lớp 8 bộ sách Kết Nối. Đó là bài Hiện tượng nhiễm điện do quan sát. Các em ủng hộ cô thì hãy cho cô một like video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục đón xem rất nhiều các video miễn phí khác trên kênh. Ở đầu bài thì chúng ta có câu hỏi như sau. Vì sao vào những ngày hanh khô khi chải tóc bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút và kéo thẳng ra? Với câu hỏi này, lát nữa khi chúng ta học xong được cái phần nhiễm điện do quan sát thì cô và các em sẽ quay lại với câu hỏi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần 1, đó là vật nhiễm điện. Các em cần chuẩn bị cho cô một chiếc đũa bằng nhựa, một chiếc đũa bằng thủy tinh, một mảnh vải len hoặc là dạ, một mảnh vải lụa và một số các cái mẩu giấy vụn. Tiến hành. Đầu tiên, các em đưa chiếc đũa nhựa lại gần các mẩu giấy. Một chiếc đũa nhựa chưa có cọ sát gì cả, các em đưa lại gần các mẩu giấy thì các em thấy là nó sẽ không có hiện tượng gì xảy ra cả. Như vậy ở đây các bạn sẽ trả lời. Người ta hỏi các bạn là khi đưa gần đến các cái mẩu giấy thì có hiện tượng gì xảy ra hay không? Thì các em sẽ trả lời là sẽ không có hiện tượng gì xảy ra. Sau đó các em cọ chiếc đũa nhựa vào mảnh vải len hoặc là dạ, rồi đưa lại gần mẩu giấy và các em quan sát. Sau khi các em cọ sát chiếc đũa nhựa này vào mảnh vải len, các em đưa đến gần thì các em thấy là chiếc đũa này nó hút được các cái mẩu giấy đây. Như vậy các em có thể quan sát được cái hiện tượng ở đây, đó là chiếc đũa nhựa hút các mẩu giấy. Còn ở phía trên này là không có hiện tượng gì cả. Khi mà chúng ta chưa cọ sát thì nó không có hiện tượng. Sau khi các em họ cọ sát rồi thì đưa đến các cái mẩu giấy vụn thì chúng ta thấy chiếc đũa nó hút được các mẩu giấy. Làm thí nghiệm tương tự, các em thay đũa nhựa bằng đũa thủy tinh được cọ sát vào vải lụa và các em quan sát hiện tượng xảy ra. Thì khi mà các em thay đũa nhựa bằng đũa thủy tinh thì các em cũng thấy hiện tượng tương tự. Tức là sau khi cái đũa thủy tinh được cọ sát vào cái mảnh vải lụa thì các em thấy là đũa thủy tinh nó có thể hút được các cái mẩu giấy. Như vậy ở đây các em trả lời cho cô. Làm thí nghiệm tương tự, thay đũa nhựa bằng thủy tinh thì bằng đũa thủy tinh được cọ sát vào mảnh vải lụa, quan sát thì ta thấy là gì? Đũa thủy tinh hút được các mẩu giấy. Như vậy các em có thể trả lời như sau. Làm thí nghiệm tương tự này, thay đũa nhựa bằng đũa thủy tinh được cọ sát vào mảnh lụa thì thấy các cái mẩu giấy cũng bị đũa thủy tinh hút. Như vậy là sau khi cọ sát thì dù là đũa nhựa hay là đũa thủy tinh thì nó đều có thể hút được các cái vật nhẹ. Cụ thể ở đây đó là nó hút được các cái mẩu giấy. Và các em có một cái nhận xét như sau. Chiếc đũa sau khi cọ sát nó có thể hút được các cái vật nhẹ. Cụ thể ở đây là có thể hút được mẩu giấy. Quay lại với phần bài học của chúng ta. Thì sau khi các em quan sát hiện tượng rồi, chúng ta rút ra nhận xét như cô vừa nói. Tức là chiếc đũa sau khi cọ sát thì nó có thể hút được các cái vật nhẹ. Hoặc các em cũng có thể trả lời cái phần nhận xét. Thì các em bê toàn bộ phần này, các em đưa lên phần nhận xét cho cô cũng được. Toàn bộ từ đây đến đây các em đưa lên phần nhận xét. Tức là các vật sau khi cọ sát thì nó có tính chất là hút được các cái vật khác. Cụ thể là hút được các cái vật nhẹ khác. Và ví dụ như là mẩu giấy vụn này. Và cái hiện tượng này thì người ta gọi là hiện tượng nhiễm điện. Vật nhiễm điện do cọ sát đấy các em. Chuyển sang phần thí nghiệm 2. Phần thí nghiệm 2 yêu cầu các em chuẩn bị. Các em chuẩn bị hai cái đũa nhựa và một cái đũa thủy tinh, mảnh vải len hoặc là dạ và mảnh vải lụa, giá thí nghiệm và dây treo. Tiến hành. Các em lấy một đũa nhựa cọ vào vải len, sau đó treo lên giá thí nghiệm. Tức là một cái đũa nhựa thì các em cọ vào cái mảnh vải len rồi và chúng ta treo lên. Lấy chiếc đũa nhựa thứ hai, các em cũng cọ vào mảnh vải len, cũng làm tương tự như đũa nhựa thứ nhất này. Và các em đưa lại gần chiếc đũa nhựa kia. Thì chúng ta quan sát khi mà các em làm thí nghiệm thực tế, cả hai cái đũa thứ nhất là đã được cọ sát vào vải len, treo lên trước. Ngay sau đó cái đũa thứ hai này cũng cọ sát vào vải len và chúng ta cũng đưa lại gần cái đũa nhựa thứ nhất này. Thì các em thấy là hai chiếc đũa này nó đẩy nhau. Hiện tượng ở đây là hai cái đũa nó sẽ đẩy nhau. Nhưng mà bây giờ cái đũa đầu tiên các em cọ vào vải len, sau đó không phải là đũa nhựa thứ hai nữa, không dùng cái đũa nhựa nữa, mà chúng ta thay cái đũa nhựa thứ hai bằng đũa thủy tinh. Các em cọ lên cái mảnh vải lụa rồi đưa gần lại đũa nhựa thứ nhất. Các em quan sát xem thế nào. Như vậy cái đũa đầu tiên này, đây là đũa nhựa được cọ sát vào vải len. Cái đũa này nếu như mà cũng là đũa nhựa cọ sát vào vải len, hai cái này giống nhau, cùng cọ sát vào vải len thì đưa lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau. Nhưng bây giờ nếu cái này là nhựa này, cọ sát vải len này. Thứ hai là cái này lại là không phải nhựa mà cái này là thủy tinh, cọ sát vào vải lụa, đưa đến gần. Thì các em lại thấy hai cái đũa bây giờ không phải đẩy nhau nữa, mà các em sẽ thấy hiện tượng là hai đũa nó sẽ hút nhau. Sau khi làm thí nghiệm thì các em thấy hai cái đũa này nó hút nhau. Bây giờ trả lời các câu hỏi. Từ các thí nghiệm trên em rút ra nhận xét gì? Điện tích trên đũa thủy tinh có cùng loại với điện tích trên đũa nhựa hay không? Như vậy, trước tiên là các em sẽ rút ra nhận xét. Rút ra nhận xét thì chúng ta có đũa nhựa nhiễm điện khi cọ sát vào vải len và đũa thủy tinh cũng nhiễm điện khi cọ sát vào vải lụa. Đấy. Câu thứ hai, điện tích trên đũa thủy tinh có cùng loại với đũa nhựa hay không? Thì chúng ta trả lời là điện tích trên đũa nhựa và trên đũa thủy tinh là hai loại khác nhau. Như vậy, toàn bộ cái cụm từ đây đến đây, từ đây đến đây, toàn bộ cái cụm này thì nó chính là câu trả lời cho cái câu hỏi số 1 này. Cái câu hỏi số 1 các em sẽ trả lời bằng cái câu này. Như vậy chúng ta có nhận xét. Cô đọc lại phần nhận xét. Đó là đũa nhựa nhiễm điện khi cọ sát vào len và đũa thủy tinh cũng nhiễm điện khi cọ sát vào vải lụa. Và hai cái đũa này thì nhiễm điện khác loại. Như vậy từ đây đến đây chính là cái câu trả lời cho câu số 1. Câu hỏi số 2. Các điện tích cùng loại và khác loại thì tác dụng với nhau như thế nào? Hai cái đũa mà nhiễm điện cùng loại ở đây thì các em thấy là nó đẩy nhau, đúng không? Còn hai cái này thì nó nhiễm điện khác loại thì nó sẽ hút nhau. Như vậy các em sẽ trả lời câu hỏi số 2 cho cô như sau. Câu hỏi thứ nhất thì các em sẽ trả lời chính là hai cái câu này, đúng không? Từ đây đây chính là câu trả lời câu thứ nhất. Còn câu thứ hai các bạn sẽ trả lời như sau. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau và các điện tích khác loại thì hút nhau. Cô chuyển tiếp sang. Người ta quy ước điện tích xuất hiện trên đũa thủy tinh sau khi cọ sát vào vải lụa là điện tích dương. Cái này các bạn nhớ các em hay gặp trong câu trắc nghiệm. Người ta hỏi đũa thủy tinh sau khi cọ sát vào mảnh lụa thì nó sẽ mang điện tích gì chẳng hạn. Đấy, hoặc là người ta cọ sát vào, lấy đũa thủy tinh cọ sát vào mảnh lụa, sau đó đưa đến gần một vật nhiễm điện âm chẳng hạn, thì hai vật đó như thế nào? Thì các bạn phải biết được là cái đũa thủy tinh sau khi cọ sát vào lụa thì nó sẽ mang điện tích dương. Nếu đưa đến gần vật mang điện tích âm thì nó sẽ hút. Đấy, mà nếu mà đưa đến gần vật mà nhiễm điện tích âm khác thì nó sẽ đẩy. Nhớ chưa? Vậy cái này phải nhớ này. Điện tích xuất hiện trên đũa nhựa sau khi cọ sát vào mảnh len chính là mang điện tích âm. Cái này các bạn nhớ cho cô. Và chúng ta có hai vật nhiễm điện cùng dấu thì sẽ đẩy nhau, và nhiễm điện khác dấu thì sẽ hút nhau. Đấy. Điện tích cùng loại thì đẩy nhau, mà khác loại thì hút nhau. Bây giờ trả lời câu hỏi phần mở bài. Lúc nãy ở phần mở bài các em có một cái câu hỏi, đó là vì sao ngày hanh khô khi chải tóc bằng cái lửng nhựa đấy thì nhiều cái sợi tóc nó sẽ bị lược, hút và kéo thẳng ra. Tại sao lại như thế? Vậy cô và các bạn sẽ cùng trả lời câu hỏi này như sau. Chúng ta có câu trả lời, đó là khi mà lược nhựa chải vào tóc nhiều lần thì cả lược nhựa và tóc nó đều bị nhiễm điện do cọ sát. Đấy, hai cái này cọ sát vào nhau nhiều lần thì nó sẽ bị nhiễm điện do cọ sát. Lược nhựa nhiễm điện âm, còn tóc thì nhiễm điện dương. Hai cái này nhiễm điện khác dấu nhau. Hai vật nhiễm điện khác dấu nhau nên chúng hút nhau. Cô tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo như sau. Yêu cầu các em giải thích sơ lược về nhiễm điện do cọ sát. Vì sao một vật cách điện thì có thể nhiễm điện? Vì sao một số vật cách điện có thể nhiễm điện khi cọ sát vào len hoặc là lụa? Để trả lời câu hỏi này thì các em sẽ ôn lại cái kiến thức về cấu tạo nguyên tử mà các em đã học ở cái chương trình Khoa học Tự nhiên lớp 7. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng thảo luận và trả lời các câu hỏi sau. Nguyên tử thì được cấu tạo như nào? Phần này thì ở lớp 7 các em học kỹ rồi. Nguyên tử thì nó được cấu tạo gồm hai phần, hạt nhân ở giữa và các electron ở xung quanh. Hạt nhân thì nó gồm hai loại hạt, đó là hạt proton và hạt neutron, đúng không? Còn bên ngoài, xung quanh là các electron nó được sắp xếp theo từng lớp. Các em nghe quen không? Vẽ mô hình cấu tạo này. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi đầu tiên. Cô có câu hỏi đầu tiên như sau. Cấu tạo nguyên tử thì nó bao gồm có hai phần, đó là hạt nhân và lớp vỏ electron. Hạt nhân thì nó nằm ở tâm của nguyên tử. Nó gồm có hai loại hạt, đó là hạt proton và hạt neutron. Còn vỏ nguyên tử thì nó gồm các electron sắp xếp theo các lớp và nó chuyển động xung quanh hạt nhân. Các em có cái mô hình đơn giản của cấu tạo nguyên tử các em vẽ như sau. Ở giữa này chính là hạt nhân. Ở giữa này là hạt nhân. Trong hạt nhân này thì nó có các hạt, đó là hạt P và hạt N. Hạt P thì cô vẽ bằng cái mực tối màu hơn đây. Còn hạt N thì cô vẽ bằng cái mực màu tím hơn một chút đây. Xung quanh là các lớp electron, được không? Đấy, trên các lớp electron này là có các electron nó chuyển động tự do đây. Nó chuyển động xung quanh các cái lớp E này, trong các cái lớp E này. Như vậy là chúng ta đã trả lời xong được câu đầu tiên, đó là nêu cái cấu tạo nguyên tử và mẹ vẽ cái mô hình cấu tạo nguyên tử. Câu thứ hai là electron trong nguyên tử có thể dịch chuyển như thế nào? Nhỏ lại một chút như này để các em nhìn thấy luôn hai câu. Như vậy ở đây thì các em biết là electron thì nó có thể dịch chuyển từ cái nguyên tử này sang nguyên tử khác. Như vậy là chúng ta đã xong được hai câu hỏi. Những bạn nào mà chưa xong thì các bạn có thể dừng một chút để các em tiếp tục làm xong. Vận dụng kiến thức về cấu tạo nguyên tử để đi giải thích cái sự nhiễm điện tích dương của đũa thủy tinh khi bị cọ sát vào vải lụa và sự nhiễm điện tích âm của cái đũa nhựa khi cọ sát vào vải len, thì chúng ta sẽ có cái giải thích như sau. Khi mà chúng ta cọ sát đũa thủy tinh vào lụa đấy, thì các electron từ đũa thủy tinh đã dịch chuyển sang vải lụa. Như vậy, một vật mà bị mất electron thì vật đó sẽ mang điện tích dương. Như vậy thì đũa thủy tinh mất bớt electron nên nhiễm điện tích dương. Còn mảnh vải lụa nhận thêm electron nên là mảnh vải lụa này sẽ nhiễm điện âm. Ngược lại, khi mà chúng ta cọ sát đũa nhựa vào vải len thì các electron từ vải len đã chuyển sang đũa nhựa. Như vậy, đũa nhựa nhận thêm electron thì đũa nhựa mang điện tích âm. Còn mảnh vải len mất bớt electron thì sẽ mang điện tích dương. Luôn nhớ cho cô một vật electron thì mang điện tích âm. Nếu nhận thêm âm, bình thường thì nguyên tử trung hòa về điện. Nếu nhận thêm điện tích âm, tức là nhận thêm E đấy, thì nó sẽ mang điện tích âm. Còn vật nào mà mất bớt E đi thì nó sẽ mang điện tích dương. Nhớ chưa? Bình thường vật trung hòa về điện, nhớ này. Đấy, nếu vật trung hòa về điện mà nhận thêm E thì nó sẽ mang điện tích âm. Còn một vật đang trung hòa về điện mà mất E đi thì nó sẽ mang điện tích dương. Ở đây chúng ta có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, yêu cầu các em giải thích tại sao bụi lại bám nhiều ở quạt điện sau một thời gian chúng ta sử dụng. Như vậy, các em biết rằng khi mà chúng ta bật quạt lên ấy, thì cánh quạt nó sẽ quay. Cánh quạt quay thì nó sẽ cọ sát với không khí. Như vậy là cánh quạt này nó sẽ bị nhiễm điện do cọ sát. Và nhiễm điện do cọ sát thì nó có thể hút được các cái vật nhẹ. Như vậy nó sẽ hút được bụi ở trong không khí. Và cứ sau một lần mà chúng ta sử dụng thì cánh quạt nó đều bị nhiễm điện và nó hút bụi. Vậy thì sau một thời gian thì chúng ta thấy có rất là nhiều bụi bám ở cánh quạt. Vậy các em sẽ trả lời câu hỏi số 1 như sau. Bụi bám nhiều ở cánh quạt sau một thời gian sử dụng vì khi cánh quạt quay đã ma sát với không khí dẫn đến cánh quạt bị nhiễm điện do cọ sát. Do đó cánh quạt có thể hút được các vật nhẹ như bụi ở trong không khí. Và sau mỗi lần sử dụng thì cánh quạt đều nhiễm điện và hút bụi nên sau một thời gian thì ta thấy bụi nó bám nhiều ở cánh quạt. Sang câu số 2. Chuyển sang câu số 2. Vì sao vào những ngày mà thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi này, kính cửa sổ này hoặc là cái màn hình tivi bằng cái khăn bông khô thì chúng ta vẫn thấy là có bụi bám vào cái bề mặt mà chúng ta vừa lau. Tại sao lại như vậy? Thì các em có thể giải thích như sau. Khi chúng ta lau chùi gương soi, kính cửa sổ, màn hình tivi bằng cái khăn khô. Vì cái khăn khô này nó cọ sát với các cái bề mặt, ví dụ như cọ sát với gương soi này, cọ sát với kính này, cọ sát với bề mặt tivi này, thì nó sẽ gây ra cái sự nhiễm điện do cọ sát. Như vậy, gây ra sự nhiễm điện do cọ sát như thế này thì các cái bề mặt sau khi được lau chùi đấy thì nó sẽ bị nhiễm điện và nó có thể hút được các vật nhẹ. Mà ở cái khăn bông khô thì nó sẽ gồm nhiều cái sợi bông nhỏ và nhẹ nên bề mặt nó sẽ hút lại. Tức là cái bề mặt mà sau khi chúng ta lau đấy, cái bề mặt gương soi, cửa kính này này, màn hình tivi này thì nó sẽ hút chính những cái sợi bông trên cái khăn bông này. Vậy do đó sau khi lau thì ta vẫn thấy trên bề mặt có bụi bông bám vào. Cô chuyển tiếp sang phần tiếp theo như sau. Ở đây các em quan sát chúng ta có cái hiện tượng sấm sét lúc trời mưa giông. Một cái hiện tượng thiên nhiên đặc biệt phổ biến ở khắp mọi nơi trên trái đất của chúng ta đấy, thì đó chính là hiện tượng sấm sét. Sự cọ sát mạnh giữa những cái giọt nước trong luồng không khí bốc lên cao là một trong những nguyên nhân tạo thành các cái đám mây giông bị nhiễm điện. Khi hai đám mây này mà tích điện trái dấu mà ở gần nhau thì giữa chúng nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là phóng tia lửa điện. Nó phát ra ánh sáng chói lòa gọi là sét. Sét còn gọi là sự phóng điện giữa các cái đám mây tích điện với mặt đất. Do nhiệt độ cao của tia lửa điện, không khí giãn nở đột ngột và nó phát ra tiếng nổ, thì cái tiếng nổ đấy người ta gọi là sấm. Ở đây người ta có nêu cho các em cái cách để chúng ta phòng tránh sét lúc trời mưa giông, thì các em có thể đọc kỹ hơn ở trong sách giáo khoa. Khi mà ở trong nhà thì chúng ta nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào. Các đồ dùng điện chúng ta tránh các cái nơi ẩm ướt, ví dụ như là buồng tắm này, bể nước này, vòi nước. Không nên dùng điện thoại, nên rút tất cả các cái phích cắm cũng như thiết bị điện ra lúc mà có trời giông sét. Nếu ở ngoài trời, chúng ta tuyệt đối không trú mưa dưới tán cây cao, tránh các cái khu vực cao hơn ở xung quanh, tránh xa các cái vật dụng bằng kim loại, ví dụ như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt. Thì phần này ở trang 86 của sách giáo khoa người ta cũng có nêu rất là kỹ, thì các bạn có thể xem thêm. Tiếp tục ở đây chúng ta sẽ sang đó là điện nghiệp. Vậy điện nghiệp là gì? Nó là một cái dụng cụ dùng để phát hiện một vật có nhiễm điện hay không. Cấu tạo. Điện nghiệp có cấu tạo như hình 20.4a. Bộ phận cơ bản là thanh kim loại A. Cái đầu trên của thanh thì gắn với quả cầu bằng kim loại B. Đầu dưới gắn với hai lá kim loại mỏng có thể xòe ra cụp vào. Tất cả đều đặt trong hộp kín, bề mặt kính để chúng ta dễ quan sát. Đây, các em nhìn đây. Đây, trong bề mặt kính đây. Cái này thì nó gồm có một cái gì? Cái quả cầu. Đây, bộ phận này gồm có một cái thanh kim loại này, thanh kim loại A này. Phía trên của nó là một cái quả cầu này. Cái quả cầu này cũng bằng kim loại luôn. Đầu dưới thì có hai cái lá này. Hai cái lá này là hai lá cũng bằng kim loại, nó có thể xòe ra cụp vào. Nguyên tắc hoạt động. Khi thanh A, nếu như mà cái thanh A này nó bị nhiễm điện thì hai lá kim loại cũng nhiễm điện, và nó nhiễm điện cùng dấu nên chúng có thể là đẩy nhau, tức là nó sẽ xòe ra như này. Đây, nhiễm điện cùng loại thì nó xòe ra. Để kiểm tra một vật có nhiễm điện hay không, người ta đưa cái vật cần kiểm tra đến và chạm vào cái quả cầu này. Khi mà nếu vật này nhiễm điện thì điện tích này, thì cái quả cầu này nó cũng nhiễm điện, bởi vì kim loại là nó dẫn điện mà. Cái thanh này nó cũng dẫn điện theo, như vậy là hai cái này cũng bị nhiễm điện. Nếu vật này nhiễm điện thì toàn bộ hệ thống này nhiễm điện. Hai cái này nhiễm điện cùng loại thì nó sẽ xòe hai cái lá này ra. Như vậy, để kiểm tra một vật nhiễm điện hay không thì người ta chỉ việc chạm quả cầu B, đưa vật đấy đến chạm vào cái quả cầu này, và chúng ta quan sát hai cái lá kim loại ở phía dưới. Nếu như mà hai cái lá này nó xòe ra thì chứng tỏ cái vật mà chúng ta đưa đến chạm vào quả cầu này nhiễm điện. Nếu cái góc xòe của hai lá kim loại này nó xòe càng lớn thì cái vật này nó nhiễm điện càng mạnh. Đấy, còn nếu như mà chúng ta chạm vào mà thấy hai cái lá này nó vẫn như thế này, nó không có cái hiện tượng xảy ra với hai lá, nó không hề bị xòe ra gì cả, thì vật đó là vật không nhiễm điện. Được không? Sau khi học bài này, các bạn nhớ cho cô, chúng ta có thể nhiễm điện một vật bằng cách là chúng ta đem cọ sát vào đó. Đúng không nào? Các vật thì sau khi cọ sát thì nó có thể bị nhiễm điện, và nhiễm điện đấy thì là nhiễm điện do cọ sát. Các vật mà nhiễm điện cùng loại thì nó sẽ đẩy nhau, kiêm nhiễm điện khác loại thì nó sẽ hút nhau. Và có một cái các bạn cần nhớ ở đây, đó là khi mà chúng ta cọ thước nhựa vào len thì nó sẽ, thước nhựa đấy sẽ mang điện tích nhiễm điện âm. Còn kem mà cọ gì? những cái mà bằng thủy tinh đấy mà các em cọ sát vào dạ chẳng hạn, hoặc là lụa chẳng hạn, thì nó sẽ mang điện tích dương. Nhớ để các em đi làm các cái bài tập trắc nghiệm cho chính xác. Các em hãy về làm cho cô các bài tập ở trong quyển bài tập khoa học tự nhiên lớp 8 nhé. Bài 20 có quyển bài tập khoa học tự nhiên, các em hãy làm thêm ở trong đấy để các em biết thêm được nhiều vấn đề nữa. Cô chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.